Gần 6.000 mét vuông rừng ngập mặn này được giao cho ông Ngọt và một số hộ dân ở xã Long Khánh quản lý và bảo vệ. Trước năm 2017, công việc của ông Ngọt chỉ là thi thoảng đến khu vực rừng được giao để xem xét có gì biến động lớn hay không. Nhưng giờ đã khác. Đầu năm 2017, ông Ngọt cùng 9 hộ dân địa phương đã thành lập tổ hợp tác nuôi sò huyết thành công. Kể từ thời điểm này, ngoài công việc tuần tra bảo vệ diện tích rừng ngập mặn được giao, tổ hợp tác của ông Ngọt còn tiến hành đầu tư tận dụng mặt nước trong khu rừng ngập mặn này để nuôi trồng thủy sản. Ở đây, cụ thể là nuôi sò huyết. Rồi mình thường xuyên phải đi canh rừng cây đâu vậy nè, nặng khi người ta chặt phá này kia, mình cũng chăm sóc nó. Chứ còn bây giờ mà nuôi trồng thủy sản mà không có kết hợp với cây rừng này thì nó nuôi dở quá. Thủy sản này thì nó lợi nhuận hơn gấp bội mà. Nó lúa thì mấy tháng lợi được đâu có nhiêu đâu, còn cái này mình mà ví dụ mình bỏ đồng vốn ra 100 triệu đi, 8 tháng nếu mà nó có mình săn sóc đàng hoàng thì lấy vô 200-300 triệu cũng không chừng. Tổ hợp tác thành công có tới trên 50% số tổ viên là các hộ nghèo và cận nghèo. Công việc trước đây của họ thường không ổn định, chủ yếu theo thời vụ. Từ khi được thành lập, nhận được sự hỗ trợ của dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh, tổ hợp tác thành công đã đầu tư nuôi sò huyết dưới tán rừng ngập mặn từ cuối năm 2017. Sinh kế của họ đã trở nên bền vững hơn trước. Thấy thuận lợi hơn. Tại vì cái như lúc trước á, thì mình bằng ngày nào mình sống ngày nấy, nhưng bằng thế bằng mướn. Còn bây giờ thì có kết hợp được vậy nè, thì mình bằng nó có kết quả hơn. Cuộc sống mình nó khỏe nhàn hơn. Những con sò này mới chỉ được thả xuống nuôi khoảng trên 5 tháng. Thế nhưng có một số cá thể đã có thể thu hoạch được, tức là nhanh hơn thông thường khoảng 3 tháng. Sau vụ nuôi đầu tiên, tổ hợp tác thành công đã thu được nhiều lợi nhuận. Sau khi trừ hết chi phí sản xuất và chia lãi suất cho các tổ viên, hiện nguồn quỹ của tổ hợp tác này vẫn duy trì được 100 triệu đồng để đầu tư cho các vụ tiếp theo. Sau vụ nuôi đầu tiên, đã có 3 trên 10 hộ dân của tổ hợp tác này thoát nghèo. Thấy thoát nghèo cũng có hiệu quả, bởi vì qua một năm rồi thì tổng thu cái tổ thì năm rồi á là mình chi ra thì nó cũng có chi được cái lợi nhuận là rồi mỗi một thành viên là được 10 triệu. Thì còn một số để lại thì để mới tái đầu tư. Thì năm vừa rồi là mình thoát nghèo được 3 hộ. Hiện toàn xã Long Khánh có khoảng trên 10 tổ hợp tác kết hợp nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn. Dù đa phần là các hộ nghèo trước khi tham gia tổ hợp tác. Thế nhưng sau gần 2 năm thực hiện việc kết hợp này, khoảng trên 20% các hộ dân đã thoát nghèo. Sinh kế đã được chuyển đổi bền vững hơn trước. Hơn 3.000 mét vuông đất bãi bồi dưới tán rừng ngập mặn này được ông Bình chuyển đổi sang nuôi vọp từ khoảng 4 tháng nay, trên cơ sở sự hỗ trợ của dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh. Với mức giá từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg vọp đang được thu hoạch ngoài thị trường hiện nay. Ước tính vụ nuôi vừa rồi, ông Bình đã thu được số tiền lãi gấp đôi chi phí đầu tư. Đây là cơ sở để ông đưa ra những dự tính mới. Thân tôi đánh giá thì cái con vọp thì nó dễ nuôi. Không chỉ cần công chăm sóc thôi, chứ cần không phải là phải có tốn tiền thức ăn. Thì cái người nghèo thì dễ tham gia, nhưng người ta chỉ bỏ cái công cái thời gian chăm sóc thôi. Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh được triển khai từ năm 2014 trên địa bàn 30 xã thuộc 7 huyện là Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Duyên Hải, Càng Long, với tổng số vốn lên đến 521 tỷ đồng, với mục tiêu tổng thể là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi.
Mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng mục tiêu để tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu. Dự án sẽ đem lại lợi ích cho các hộ nghèo và cận nghèo ở nông thôn, không có đất hoặc không có các tài sản sản xuất khác. Các hộ gia đình nghèo và cận nghèo có đất hoặc có ít đất hoặc có nguồn lực cho nuôi trồng thủy sản. Trong đó, đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, dự án ưu tiên hỗ trợ các tổ hợp tác. Trong đó yêu cầu ít nhất 50% số hộ dân trong tổ hợp tác phải là các đối tượng nghèo và cận nghèo. Trong năm đầu tiên sản xuất, dự án sẽ hỗ trợ 50% chi phí toàn bộ kế hoạch kinh doanh. Thì những cái bãi bồi ven sông, những cái bãi bồi trong tán rừng thì còn rất nhiều. Do đó là chúng tôi đã tìm được hai mô hình này và về đánh giá là hiệu quả là khá cao. Có thể nói là hiệu quả lợi nhuận kinh tế nó không cao lắm nhưng mà nó phù hợp với người nghèo và họ có khả năng làm được. Đây là những mô hình mà có thể nói là giúp cho người nông dân nghèo giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc chuyển đổi bền vững cho các hộ dân nghèo có sinh kế gắn với rừng ngập mặn, thông qua các hoạt động hỗ trợ, dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh cũng kỳ vọng diện tích rừng ngập mặn sẽ được quản lý và bảo vệ. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của những địa phương ven biển như huyện Duyên Hải. Về cái thích ứng biến đổi khí hậu thì đây là những mô hình mà nó xét về góc độ thích ứng biến đổi khí hậu là khá tốt. Vì nó không gây ô nhiễm và đây là những loại nhuyễn thể mà nó họ sẽ thức ăn của nó là các cái loại phù du trong nước, thành ra không ảnh hưởng. Thứ hai nữa là nó góp phần cho người nghèo ở vùng rừng họ có cái thu nhập để họ tham gia công tác bảo vệ rừng để mà nâng cái hiệu quả của rừng hơn. Với hình thức nuôi này thì nhiều năm qua đã mang lại là cái thu nhập là cho bà con là sống trong cái vùng này gọi là ổn định đời sống. Để bà con là bám cái trên mảnh đất của mình để là bảo vệ và quản lý được là cái diện tích rừng của tỉnh là trong cái thời gian qua là không bị mất rừng. Trà Vinh có khoảng gần 10.000 hecta diện tích rừng ngập mặn, trong đó có 4.500 hecta là rừng phòng hộ, còn lại khoảng 5.500 hecta là rừng sản xuất. Đây là diện tích được khuyến khích kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp với rừng ngập mặn sẽ là 45% và 55%. Đây đang được xem là hướng đi đúng đắn và bền vững trong nuôi trồng thủy sản của tỉnh Trà Vinh. Đây là hình thức nuôi là quảng canh kết hợp với rừng. Là cái mô hình là bền vững là trong nhiều năm qua ít xảy ra dịch bệnh và là bảo vệ tốt được cái môi trường là cho là xung quanh để là ổn định để cho một số cái vùng khác để là phát triển tiến tới là nuôi theo hình thức là thâm canh rồi bán thâm canh và siêu thâm canh công nghệ cao. Sau vụ đầu tiên triển khai nuôi sò huyết dưới tán rừng ngập mặn, 30% số hộ dân của tổ hợp tác nuôi sò huyết thành công đã thoát nghèo và có việc làm với thu nhập ổn định. Kết quả này có thể coi là lời giải cho bài toán giảm nghèo của xã Long Khánh cũng như huyện Duyên Hải trong giai đoạn sắp tới. Khu cánh đồng này của Hợp tác xã Nông nghiệp Dân Tiến chuẩn bị cho thu hoạch. Theo dự kiến, năng suất vụ thu đông này ước đạt 700 đến 800 kg trên một công. Với giá lúa được doanh nghiệp cam kết bao tiêu từ đầu vụ là 6.400 đồng một kg. Mỗi công đất trừ chi phí, mỗi xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dân Tiến thu lại khoảng 2 triệu đồng. Điều đặc biệt khi canh tác giống lúa ST24 này là người dân sẽ chỉ phải bón phân một lần theo hình thức bón vùi ngay từ đầu vụ, thay vì phương pháp truyền thống là bón phân từ 3 đến 4 lần theo cả chu kỳ sinh trưởng cây lúa như hiện nay. Nhân công rất là hiếm. Nó khi mà làm lúa thông minh là vùi phân xong là cây lúa không cần phải nguyên một vụ không cần phải giải phân. Nó là giảm được chi phí, giảm được công lao động. Bởi vì thế nông dân mạnh dạn đăng ký tham gia làm mô hình lúa thông minh. Mô hình này nó hay cái là bà con mình là không có bón phân,
Bởi vì chỉ là dùi phân một lần, rồi lúa thì nó cứ xanh từ đầu vụ đến cuối vụ. Thứ ba nữa là ít có bị sâu bệnh. Cái thứ tư nữa, cái đặc biệt là mình diệt được cái lúa cỏ. Bởi vì nếu như mình sản xuất cái mô hình theo cái truyền thống á, thì hiện nay thì lúa cỏ rất là nhiều. Mà lúa cỏ nhiều thì cái nó giảm cái năng suất. Theo tính toán của các hộ dân ở xã Phong Phú, với mỗi một công đất trồng lúa, không tính giá trị ngày công lao động, thì đến khi thu hoạch, người dân sẽ mất từ 1 đến 1,2 triệu đồng chi phí cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. Trong khi nếu canh tác theo mô hình mới, họ sẽ chỉ phải bón phân một lần. Các chi phí thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể. Không những giảm chi phí do chỉ phải bón phân một lần theo suốt chu kỳ sinh trưởng của cây lúa. Khi canh tác theo mô hình lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu này, người dân ở xã Phong Phú cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của môi trường đất và nước so với trước kia. Hiện nay là cái môi trường là về cái trong cái khu vực mà sản xuất lúa của mình á, rất là trong lành. Từ cái chỗ đó thì theo cái, hiện nay thì đang là chuẩn bị thu hoạch thì bà con nông dân á, là ở ngoài cái khu vực mà xả theo mô hình này á, thì đang hỏi nếu tiếp tục mà có cái chương trình mới nữa mà để sản xuất thì bà con sẽ giàu hết. Toàn xã Phong Phú có khoảng trên 1.800 hectare đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là canh tác lúa. Tháng 7 năm 2017, địa phương này chuyển đổi sang canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh, hay còn gọi là phân bón tan chậm theo chu kỳ sinh trưởng, tức chỉ bón một lần vào đầu vụ với diện tích khởi điểm khoảng 20 hectare. Đến nay, đã có trên 50 hectare của người dân canh tác theo phương pháp này và sẽ tăng lên khoảng trên 100 hectare trong năm 2019. Khi mà mình dùi phân thì tiết kiệm được phân và tiết kiệm được cái tránh được cái tình trạng là cái chất thải phát thải ra môi trường ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Cái thứ hai nữa là khi vùi phân thì chúng ta sẽ tiết kiệm được công. Thường thì khi mà canh tác mà thủ công thì chúng ta có thể là trong một vụ chúng ta bón phân 4 lần từ khi gieo xạ đến thu hoạch. Còn đối với chúng ta vùi phân bón thông minh chỉ một lần. Sắp đến kỳ thu hoạch, nhưng gần chục công đất trồng lúa của gia đình ông Son đã bị rơi vào hoàn cảnh như thế này. Có tới trên 50% diện tích lúa của nhà ông bị đổ rạp do tác động của thời tiết. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới sản lượng cũng như giá trị lúa khi thu hoạch. Cạnh đó, những diện tích lúa canh tác theo kiểu mới, bón phân thông minh một lần từ đầu vụ vẫn xanh tốt, hầu như không bị tác động của thời tiết. Theo dự tính, hết vụ thu đông này, ông Son sẽ chuyển đổi sang canh tác theo kiểu mới như hơn 60 hộ dân của Hợp tác xã Nông nghiệp Dân Tiến. Theo chúng tôi thì tôi cũng đang chuẩn bị, nếu là được bên công ty cũng như là hợp đồng thì tôi cũng vô bên công ty Mỹ Lan để mà xả cây máy này. Đây là mô hình canh tác lúa áp dụng phân bón thông minh hay phân bón tan chậm theo chu kỳ sinh trưởng mà công ty Rinan Smart Fertilizer triển khai ở xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trên cơ sở liên kết với nông dân. Phân bón sẽ được vùi đều theo máy xạ lúa. Điều này giúp lượng phân được sử dụng đều và tiết kiệm chi phí. Còn đây là mô hình trạm bơm tự động sử dụng áp trên các thiết bị điện tử thông minh. Người nông dân sử dụng phần mềm này hoàn toàn có thể kiểm soát được độ mặn của nước. Qua đó, có thể điều chỉnh được lượng nước bơm vào trong đồng mà không cần phải có mặt tại chỗ. Đây là hai trong số những công nghệ 4.0 mà Rinan Smart Fertilizer áp dụng vào canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Với những công nghệ này, dự kiến sẽ giảm từ 30 đến 40% chi phí sản xuất của người nông dân. Cái lõi nó là phân vô cơ, rồi mình mới bao bằng nhiều lớp, lớp vô cơ, lớp hữu cơ, rồi lớp vi sinh, rồi những lớp mà điều khiển thời gian phóng thích ra môi trường. Thì cái phân bón đó thì đem xuống canh tác lúa thì mình chỉ cần bón một lần thôi cho một vụ mùa, thay vì nông dân mình hiện nay làm một vụ mùa lúa thì bón 4 lần. Nghiên cứu
và sản xuất những cái thiết bị 4.0 ứng dụng vào trong ruộng mình, ví dụ như những cái phao quan trắc nước thông minh. Đây là cha đẻ của sản phẩm phân bón thông minh hay phân bón tan chậm theo chu kỳ sinh trưởng. Dù đã hơn 60 tuổi và đã có khoảng 200 bảng sáng chế theo tiêu chuẩn quốc tế, thế nhưng phân bón thông minh mới là sản phẩm startup đầu tiên của ông Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ý tưởng sản xuất phân bón thông minh của ông Mỹ cũng xuất phát từ việc đọc sách báo và nhận thấy phân đạm bón tan rất nhanh nên lúa chỉ hấp thụ được khoảng 40%. 60% đạm còn lại mất đi do bốc hơi hoặc bị nước mưa trôi rửa. Phân lân, phân kali cũng vậy. Mưa trôi xuống sông sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, bốc hơi lại sản sinh lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Mất 3 năm nghiên cứu, tìm hiểu tại nhiều quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Israel, Mỹ, công ty của ông Mỹ mới tạo ra được loại phân bọc polymer và lớp vỏ nano 3 lớp bên ngoài giúp tan chậm và kiểm soát được lưu lượng hấp thụ. Ngoài ra, loại phân bón này chỉ cần dùng một lần mà lại ít sâu bệnh, trong khi bình thường người nông dân trồng lúa phải bón 4 lần một vụ. Do đó, loại phân bón này còn giải quyết được tình trạng thiếu lao động nông nghiệp đang trở nên trầm trọng ở các vùng quê. Cái phân bón thông minh chúng tôi làm ra thì thứ nhất là để giúp giảm số lượng. Ví dụ mình chỉ cần sử dụng 60%, 50-60% cái lượng phân bón thông minh so với phân bón bình thường, bón như một lần. Thì thí dụ một cái tấn phân đạm á, thì kể cái dòng đời thì phát thải khí nhà kính là 13.5 tấn khí nhà kính. Mà nếu mình sử dụng phân nửa thì mình đã giảm được phân nửa rồi. Bên cạnh chủ trương áp dụng công nghệ 4.0 nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, trên cơ sở sự hỗ trợ của dự án thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh, công ty Rainan Smart Fertilizer còn luôn chú trọng đến xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, mà trong đó người nông dân luôn là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Hỗ trợ cái phần ngoài việc giúp nông dân thì không hỗ trợ làm sao mà những cái thành lập được cái chuỗi liên kết, cái những cái vật tư của mình sử dụng đó ở trong cái canh tác lúa đi thì nó sạch hơn. Thì do đó những cái công ty mà thu gom họ an tâm hơn để họ thu mua sản phẩm ở cái giá cũng tương đối tốt hơn. Mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2017 với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế IFAD thông qua dự án thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh. Nguồn hỗ trợ này chủ yếu thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho canh tác của người dân. Trong cái chiến lược nhân rộng của dự án thì hiện nay đã được Ủy ban nhân tỉnh là phê duyệt đó, thì dự án sẽ hỗ trợ đối với những cái địa phương khác muốn làm chuyển đổi mô hình này thì dự án sẽ hỗ trợ 100% giống và 30% là phân bón để cho bà con chuyển đổi theo cái mô hình này. Vì cái mô hình này hiện nay là cái mô hình rất là hiệu quả và hiện nay là cái sản lượng, cái năng suất, cái sản lượng và cái giá đầu ra của sản phẩm tương đối là ổn định. Do đó là hầu như là tới đây thì dự án sẽ tiếp tục hội thảo để nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn của cả tỉnh. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long về hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa vụ hè thu 2016 trên vùng đất nhiễm phèn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã xác định. Trong thâm canh lúa, phân bón chiếm 30% chi phí. Ngoài ra, bón dư phân sẽ tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa được thực hiện tại Hợp tác xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong vụ hè thu 2016 trên nền đất phèn nhẹ nhằm tìm ra công thức tối ưu nhất và xác định hiệu quả kỹ thuật của các loại phân bón này. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại với 6 nghiệm thức phân bón. Phân tan chậm là phân hóa học NPK thông thường được bọc polymer để điều khiển phân tan theo nhu cầu cây lúa trong suốt thời gian sinh trưởng, nên chỉ bón một lần trước khi làm đất lần cuối để vùi phân vào đất. Kết quả thí nghiệm cho thấy phân tan chậm cung cấp đủ dinh dưỡng để cây trồng phát triển qua các giai đoạn sinh trưởng.
nghiệm thức phân tan chậm với công thức NPK 60-46-39 cho hiệu quả cao nhất, dù chỉ sử dụng 50% đạm, 57% lân và 65% kali so với công thức phân bón truyền thống của nông dân, nhưng lại đạt được năng suất và chất lượng tương đương, đồng thời ít nhiễm sâu bệnh. Tiết kiệm được lượng phân bón từ 40-60% so với bón phân hóa học thông thường. Thứ hai là nó làm cho cây lúa bảo đảm được cái cân đối về dinh dưỡng, nó phát triển vẫn đạt năng suất chất lượng và giảm được cái dịch bệnh hơn so với bón phân hóa học thông thường. Ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ cho cái quá trình quản trị, cái quá trình sản xuất cây lúa, từ nước, từ chỉ dẫn phân bón, từ chỉ dẫn môi trường, từ cái độ pH, để từ đó đưa ra những cái hành động cho nó rất phù hợp với thì sinh trưởng, đảm bảo yếu tố năng suất tối đa của cây lúa. Mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở áp dụng một số công nghệ 4.0 dù mới xuất hiện nhưng lại trở thành gợi ý cho ngành nông nghiệp có thể nhân rộng, đặc biệt trong bối cảnh tác động của các cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng mạnh mẽ tới toàn bộ nền kinh tế nước ta hiện nay. Mô hình này mặc dù ban đầu nhưng đã đảm bảo được cái chuỗi khép kín từ khâu tổ chức sản xuất, khâu chế biến gắn đến xây dựng thương hiệu mẫu mã để ra sản phẩm. Thế do đó chúng tôi đánh giá rất cao mô hình này và tới đây thì sẽ cho tổng kết để nhân mở cho các vùng. Trên cơ sở kết quả của các mô hình đã khảo nghiệm ở xã Phong Phú, thu được kết quả tích cực. Năm 2019, tỉnh Trà Vinh sẽ tính toán mở rộng diện tích canh tác lúa sử dụng phân bón thông minh trên phạm vi toàn tỉnh, trên cơ sở liên kết với doanh nghiệp xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Hơn 1.000 mét vuông mặt nước này, trước đây được ông Ngọt, ông Khải nuôi hàu và đã từng cho thu nhập cao trong vụ đầu tiên. Thế nhưng giờ đây, nó đã phải để hoang như thế này. Dù đối tượng nuôi là con hàu, được xác định là khá phù hợp với điều kiện của người dân tại đây. Nguyên nhân được lý giải một phần là do nguồn con giống không ổn định, cộng với môi trường nuôi thay đổi, khiến cho hàu thả xuống vụ thứ hai đã bị chết hoàn toàn. Con giống ở đây mình phải chịu khó mà đi kiếm con giống nuôi, nhưng mà đỡ cái năm nay là mình bắt được cái nguồn giống của người ta ương á, rồi người ta cũng trong cái lúc mình thả thì người ta cũng có bảo kê với mình là nếu mà trong cái thời gian mà thả nuôi á có cái bề gì thì người ta sẽ bồi thường cho mình, thì mình mới an tâm để mình thả. Chứ còn như mấy năm trước thì đi tự đi kiếm con giống nuôi rồi mình mua về mình thả là chết, là người ta không có trách nhiệm. Khu cánh đồng thương phẩm sử dụng phân bón thông minh này sẽ được mở rộng lên trên 100 hecta vào vụ xuân hè 2019. Những ưu việt mà phương pháp canh tác này mang đến là điều mà nông dân ở đây ai cũng có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, khi mà diện tích và sản lượng được tăng lên nhanh chóng, vấn đề xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất lúa gạo lại được đặt ra để tránh bài học được mùa mất giá tồn tại bao lâu nay trong ngành nông nghiệp. Chúng tôi cũng phải tính tới ngay từ đầu chúng tôi cái việc tổ chức lại sản xuất, có nghĩa là chúng tôi đầu tư thông qua các tổ hợp tác và hợp tác xã và để liên kết các hộ nông dân trở lại và làm cái nhiệm vụ là cái liên kết với các doanh nghiệp để mà tiêu thụ cái hàng hóa của sản phẩm làm ra. Thì hiện nay chúng tôi cũng có cái quỹ là hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và có cái hỗ trợ cho người nông dân để liên kết các sản phẩm. Gần 5 năm qua, với sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế thông qua dự án thích ứng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh đã có 29 mô hình chuyển đổi sinh kế bền vững được triển khai và nhân rộng. Trong đó, 23 trên 29 mô hình thu được kết quả rất tích cực. Đặc biệt, đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng chuỗi liên kết, phát triển các mặt hàng nông sản chủ lực cho các địa phương trong vùng triển khai dự án. Trong quá trình triển khai dự án thì chúng tôi xác định các cái chuỗi ngành hàng chủ lực của từng địa phương. Thì hiện nay trong quá trình triển khai sẽ mang lại hiệu quả, thì trong tương lai thì các địa phương sẽ điều chỉnh lại cái quy hoạch này để mà cho nó phù hợp và cái tính thị trường của nó trong cái điều kiện của từng cây trồng cụ thể để mà như tôi nói là để mà cái lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cho phát triển các mô hình. Chúng tôi đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Trong khoảng 7 đến 8 năm trở lại đây, chúng tôi đã giúp đỡ các hộ tiểu nông tại 11 tỉnh thành tiếp cận tốt hơn với thị trường, tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng.
IFAC cũng trợ giúp các đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng miền núi kết nối hiệu quả việc sử dụng công nghệ với năng suất lao động. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi sâu vào nhiều lĩnh vực, từ phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ đến hợp tác với nông dân, doanh nghiệp, các cấp chính quyền địa phương và trung ương. Hoạt động này đã góp phần chuyển đổi sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân, trong đó đặc biệt là các hộ dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế với dân số khoảng 18 triệu người. Khu vực này đang đóng góp khoảng 18% GDP toàn quốc với 90% tổng sản lượng gạo xuất khẩu, gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và 70% sản lượng trái cây của cả nước. Thế nhưng, với những tác động của biến đổi khí hậu, dự báo đến năm 2030, nếu không có những giải pháp ứng phó quyết liệt, khoảng 45% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhiễm mặn cục bộ. Những nguyên nhân nội tại của chúng ta phát triển kinh tế ở những mặt trái vừa qua cũng làm nên những cái thách thức. Chính vì ba cái thách thức lớn này hiện nay đang diễn ra một ngày một khốc liệt, làm cho chúng ta rất khó lường, khó đoán định về những cái xu hướng bất lợi. Riêng về khía cạnh nông nghiệp sẽ là một đối tượng tổn thương lớn nhất trong tất cả các cái khu vực kinh tế. Đối tượng nông dân cũng là một đối tượng chịu tổn thương lớn nhất. Khu vực nông thôn chúng ta cũng sẽ là một khu vực tổn thương lớn nhất. Cần tìm ra lối đi cách làm tốt nhất, khoa học nhất, phù hợp nhất, trong đó đổi mới tư duy, hành động của hệ thống chính trị và người dân nhằm mang lại tốt hơn cho cuộc sống gần 20 triệu người dân, cùng vượt qua thách thức để có một tương lai sáng lạn. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là một khu vực giàu có của Tổ quốc Việt Nam. Có một cái tổ chức đứng ra có đủ quyền lực và năng lực để mà gắn bó với các vùng, thì trong cái hệ thống luật lệ của Việt Nam ấy, chúng ta không có cái loại tổ chức như thế ở trên cấp tỉnh và dưới cấp quốc gia. Đây là một cái điều mà chúng ta có lẽ là phải nghiên cứu để mà có cái hình thức tổ chức phù hợp. Thứ hai đấy là muốn liên kết vùng thì phải có một cái hệ thống cung cấp kinh phí, lập kế hoạch mang tính chất liên vùng để mà cái hoạt động đầu tư hoặc là phát triển vùng ấy, nó có cái nguồn tài chính và nó có một cái kênh kế hoạch để thực hiện được. Thì đây cũng là điều mà chúng ta phải tiến đến để mà tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh. Tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế xã hội Việt Nam là rất nghiêm trọng và là một thách thức cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, sản xuất nông nghiệp được coi là một trong những lĩnh vực được đánh giá dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, để duy trì hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững cũng như góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung.